chỗ khách sạn đến đây bao nhiêu cây số? Khách sạn nào ở? Thì bắt đầu mình đi đến đây. À, đi đến Cát Cán hả? Cát Cán. Đi xe cho mà tắt đường này đi nhé. Dạ. Xe con. Đi đằng kia đó đi. Đường này có dừng mà đừng lái lại. Đi rồi. Đi lên Phan Xê Băng ha.